hai mọi người. Mọi người ơi, mình quay về các dòng côn tay nhiều quá rồi, thì ở clip này em Yến sẽ lên cho anh chị một số dòng tay ga ha. Và đặc biệt là các dòng tay ga quốc dân mà khách hàng ưa chuộng rất là nhiều. Và thêm một cái phần nữa đó chính là nó là nằm thuộc của nhà Honda nha mọi người. Và em nói chính là Vario 125 ha. À sorry em nhầm, xin lỗi cả nhà. AV 125 nha. Em lên các màu sơn 3D cho mình ha. Thì mình cùng điểm qua một số màu sơn 3D, em sẽ cập nhật giá cho anh chị tham khảo ha. Ở đây thì em có một em đen, đen tem đỏ ha mọi người. Thì em này chính là thiên về đen bóng. Thay vì mình có một cái màu jean đó chính là đen mà, đen tem vàng hoặc là màu đen cái yếm vàng ở đây nè cả nhà, thì mình sẽ có thêm một cái em đen bóng để phục vụ nhu cầu sở thích của nhà cả nhà ha. Biết đâu những bạn nào đó thích cái màu đen bóng không thích màu đen nhám, hoặc là thích màu đen nhám không thích màu đen bóng, thì đây chính là sự lựa chọn tốt nhất cho mọi người mình ha. Em sẽ có thêm cho mọi người một số màu sơn 3D ở đây nữa cả nhà. Đây mình sẽ có xanh xi măng ha mọi người. Rồi màu cam đen nè, hoặc là màu xám xi măng. Thì ở dòng AB125 á, bên em trang bị lên cho anh chị là tất cả các dòng là đều là sử dụng khóa thông minh hết nha cả nhà. Vì bây giờ sử dụng khóa thông minh thì khá là an toàn á. Và giá của em nó lên màu sơn 3D như thế này cực kỳ tốt luôn mọi người. Từ các phiên bản chỉ tầm khoảng 39 triệu đến từ 41 triệu 500 nghìn là anh chị đã được sở hữu một cái em xe như thế này rồi nha. Vừa đẹp mắt nè, rồi vừa bền nè, vừa không lỗi thời ha, thì rất là đẹp luôn. Đây chắc chắn có thể là sự cân nhắc rất là nhiều của các bạn luôn nha. Về hỗ trợ trả góp em này thì chỉ từ 4 triệu đồng thôi cả nhà. Đặc biệt là liên hệ đặt lần trước sẽ được giảm thêm từ 1 đến 2 triệu đồng chi phí xăng xe đi lại cho khách hàng nữa nha. Kế bên em nó thì mình sẽ không thể nào mà bỏ qua được một cái em tay ga quốc dân ha. Là sự lựa chọn của rất nhiều bạn luôn, cả nam lẫn nữ hoặc các bạn, các cô chú trung tuổi luôn ha. Đây, một số màu sơn 3D rất là đẹp. Và đặc biệt là ở cái em Vision này cả nhà, em đã về cho mọi người cái phiên bản cổ điển của 2024. Đó chính là màu xanh thiên về xanh nhớt hoặc là một cái màu vàng sữa đó cả nhà. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm thì nhắn tin ngay cho em để em gửi cái mẫu đó qua cho mình xem ha. Ngoài ra thì mình sẽ có xám thể thao, đen thể thao đầy đủ luôn nha mọi người. Và ở đây thì sẽ là một số màu 3D cho cả nhà. Thay vào cái màu xám thể thao phiên bản thể thao mà nó hơi cao hơn so với mọi người, thì ở đây em có lên cho mọi người đó là một cái em xám xi măng. Tại vì mình lên từ cái phiên bản đặc biệt cũng có khóa thông minh, nhưng mà cái chiều cao xe thì nó sẽ thấp hơn so với phiên bản kia. Mấy bạn nắm lùn thì đi cái dòng xe này rất là ok ha. Rồi đây, em tâm đắc nhất là hai cái màu này á cả nhà, màu trắng đỏ và cái màu trắng xanh, rất là đẹp luôn ha. Phối màu cực kỳ ok luôn nè mọi người. Màu này là mình sơn 3D lên ha, chứ không phải là đi tem chùm. Vì vậy khi mà ra màu xe em sẽ ra đúng cái màu cà quẹt cho mọi người, đó chính là trắng đỏ và là trắng xanh đen ha cả nhà. Và em này chính là cam đen ha. Mặt nạ này là bên em lên mặt nạ kiển, cực kỳ đẹp luôn cho mọi người ha. Và giá của em nó thì đang rất là tốt, chỉ tầm 30 triệu 900 nghìn đến khoảng là 36 triệu 500 nghìn. Riêng cái dòng xe này thì đang có từ 4 năm phiên bản, cho nên là giá nó sẽ dao động từ thấp tới cao khác nhau. Cho nên là bạn quan tâm dòng xe nào, màu xe nào hoặc phiên bản nào thì alo ngay cho em Yến để được hỗ trợ tư vấn ha. Và em này em hỗ trợ góp chỉ từ 4 triệu đồng là anh chị có thể nhận xe cần căn cước công dân. Bạn nào có tài chính nhiều hơn mình trả trước tầm 40% giá trị con xe để được nhận ngay có cà quẹt gốc như mua tiền mặt luôn ha, với gói lãi suất cực kỳ ưu đãi luôn. Còn ngoài những cái màu xe này ra thì bên em Yến có nhận lên màu sơn 3D yêu cầu. Cho nên là quan tâm màu xe nào, mẫu xe nào hoặc là cần tư vấn thêm vấn đề gì thì anh chị liên hệ ngay số điện thoại bên dưới màn hình, hoặc là nhắn tin qua cho em theo số điện thoại đó để em hỗ trợ tư vấn cho cả nhà nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye.